Chào cả nhà nhé. Đây hôm nay câu lươn đồng nha cả nhà. Đây mình tìm được một hang lươn đây cả nhà. Để mình gọc mồi câu cho cả nhà xem nhé. Đây hang này còn đẹp hết đấy. Đấy, bắt đầu mới bỏ mồi. Chưa chậm nước mà thấy đấy, ủng nước đấy cả nhà. Đấy, lươn lên chờ sẵn đây này. Lên đồng nó tham ăn lắm nhá nhỉ. Đấy, lên đấy, đấy. Rồi ăn rồi. Ăn đẹp hết nha. Rồi con này trọng hết đấy. Bằng ngón tay cái nha nhà. Con này rơi tầm vào một lượng đấy. Đấy, lên đồng béo vàng này. Đã đã. Thôi mình quay hàng khác tiếp nhà xem nhé. Đây. Mới được thêm một con bé này. Con này xịt tương mất rồi nhà. Đây, mình quay hàng khác nhà xem tiếp nhé. Con này xịt tương mất rồi. Lên đồng con này như thế này là ngon lắm rồi. Béo vàng, mùa này béo thật đấy chứ. Đây, mình tìm được thêm một hang đấy nhá. Hang này nhìn bự phết đấy nhá nhà. Đấy, miệng hang bự thế này mà. À, rồi, hang này có nhá nhà. Hang này có lươn nhá, nước ục lên này. Để mình quay gần cho nhà xem này. Đấy. Cả nhà nhìn xem nhé. Đấy, nước lên xuống ấy nhà. Hàm có lươn là nhìn cái nước là biết à. Nó ục nước là có lươn đâu mà. Rồi ăn rồi đấy. Rồi nhà. Đấy, nước lên rồi đấy. Đấy, nhà thấy không? Nước lên xuống nó ục dưới kìa. Con này chắc không bự phết đấy nhá. Hầu như đa số lươn bự ăn nó ăn nhẹ nhàng lắm à. Rồi, ăn rồi đấy. Nước thoải mái đi. Rồi. Rồi nhả rồi nhá nhà. Nhả rồi. Để mình qua con mồi khác cho nhà xem. Con này chắc còn bự phết đấy nha. Ăn nhẹ nhẹ là dễ lên bự lắm. Rồi. Ăn rồi nhà nhà lôi đấy. Ăn thoải mái đi. Chỗ này thì sao thoát được. Nhẹ rồi. À, con ăn khôn thế nhỉ. Ăn 3 lần nó nhả ra. Được mồi hơi bé, mồi mình hết rồi. Hôm nay đào đúng một con trùn đi câu. Nhưng hôm nay hiếm, nắng quá. Kiếm một con giun ba con lươn là được. Đấy. Mình kiếm mồi thay mồi câu nhà xem. Đấy, nước ục nha nhà. Hàng này nước ục đẹp phết đấy nha. Đấy, rồi. Ăn rồi nha nhà. Đấy. Lần này thoát đâu, chạy đâu. Con này trọng nha. Lôi mạnh nhỉ, nó ghi mạnh lắm nha nhà. Đấy. Cái này nó kéo. Lôi ghi tay luôn đấy. Lên đồng này nó mềm lắm nha nhà. Đồng này mình mà kéo mạnh nó sẽ hay bị sứt mép lắm. Cho nên mình cứ lên từ từ thôi à. Mình kéo, lấy sức kéo nó sẽ đứt mép à.
lên đây đấy. À con này do cái đất nó cứng quá, chắc mình phải móc đất nữa nhỉ. Phải móc đất mới lấy được nhỉ. Rồi. Đất ở dưới đất cát này. Rồi con này trọng hết nhé. Đấy. Và khe luôn nhà thấy chưa? Đấy, lên đồng thế này to lắm rồi. Con này ngon nhá. Rồi. Đồng thì dị sứt mép lắm rồi nha. Nó ghi rồi, mất rồi, đúng rồi, vừa nói xong. Vừa nói xong sứt mép liền. Để mình câu thử lại con nó ăn không nha nhà. Đa số những con bị sứt mép câu lại nó ít ăn lắm. Câu được nó phải chờ khoảng hai vài ngày sau hoặc tháng sau quay lại câu mấy nó ăn như sứt mép nó đau. Kiểu này chắc không ăn rồi. Chắc mình kết thúc video tại đây thôi. Chứ hôm nay nắng quá. Cả nhà mà thấy hay thì cho mình một like, một đăng ký nha cả nhà. Rồi chào cả nhà nha cả nhà. Giờ về luôn đây. Hẹn cả nhà clip sau nhé.